Sau khi giành cái bóng thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ U15 Hoàng Gia Lai họ rất bình tĩnh, kiểm soát bóng chậm lại và không cho đối thủ pressing. Gia Bảo. Quá nhịp nhàng và phối hợp tam giác hay của các cầu thủ U15 Hoàng Gia Lai. Nhưng pha tạt bóng vào phía trong của Sĩ Bình là không thực sự tốt. Những quả tạt ở ngoài biên vào phía trong khu vực 16m50 đòi hỏi cầu thủ phải có kỹ thuật tốt. Đắc Lộc. Quang Huy. Không phải, đó là Phương Nam. Thêm một tình huống chuyền bóng rất chính xác của Phương Nam dành cho Sĩ Minh. Đánh đà vào. Với ghi bàn đó là Gia Bảo. Một bàn thắng như đá đập. Những phương án tấn công biên của các cầu thủ U15 Hoàng Gia Lai đã phát huy tác dụng. Rất nhiều những phương án đưa bóng ra biên để cho các hậu vệ biên băng lên tạt bóng. Và một tình huống băng lên của hậu vệ trái Sĩ Minh đã có một pha tạt bóng chính xác để cho Gia Bảo bật cao đánh đầu. Trước đó thì Sĩ Minh đã có pha tạt bóng không tốt, nhưng bây giờ đó là pha tạt bóng kỹ thuật, chất lượng pha tạt bóng này cực kỳ tốt của Sĩ Minh đã giúp cho Gia Bảo băng vào đánh đầu. Và tình huống đánh đầu của Gia Bảo cực kỳ dũng mãnh. Dù bây giờ là 4-0 nghiêng về phía các U15 Hoàng Gia Lai. Việc ghi được bàn thắng lần trước thì chắc chắn các cầu thủ trẻ U15 Hoàng Gia Lai họ sẽ có tinh thần thi đấu hưng phấn hơn. Lối đá dâng cao hai hậu biên của U15 Hoàng Gia Lai đã phát huy tác dụng và đã đem lại hiệu quả. Hiệu quả là gì? Đó là bàn thắng. Một pha tạt bóng cực kỳ tuyệt vời của Sĩ Minh. Nơi ươm mầm những tài năng bóng đá trẻ Việt Nam. Nơi mà những bước chân đầy năng lượng của tuổi trẻ cũng là nơi để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia Next Travel 2022 từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 tại Pleiku Gia Lai. 12 cái tên xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết. Trực tiếp trên các kênh sóng của VTVCAP, YouTube và fanpage Next Sport, VFF Channel. Nhà tài trợ chính của giải đấu, công ty cổ phần du lịch và tổ chức sự kiện thế hệ mới Next Travel, công sự đồng hành của truyền hình cáp Việt Nam, VTV Cáp và hãng thể thao Keep and Fly.